Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi đến nhà máy rửa xe của Thương Hải. Đây là cái máy rửa xe của Thương mà ở đây họ đang bán nhất trên thị trường ở Trung Quốc. Thì đây là đang chuẩn bị chạy demo cho cái sản phẩm này. Các bạn theo dõi nhé. Ok, các bạn nhìn thấy xe người ta đang chạy vào. Chúng tôi sẽ quay video từ đầu đến cuối để các bạn xem. Buổi thao tác là nó chạy xung quanh xe các bạn nhá, chạy xung quanh xe. Camera cho nên là tôi phải lau camera. Đây là một chất phủ bóng. Tất cả đều rất tự động anh em. Hiểu đúng thời gian xem là để hoàn thiện những cái xe là
ok các bạn, rất ok. Không phun lên được đúng không? Đây này. Đây này. Cái này là cái kia mà mình vào khả năng người ta xịt xịt được luôn. Đây là
Nhưng mà xe 4 chỗ. Xe 4 chỗ thì nó, tại vì là nó có cái cảm biến vào. Cảm biến vào thì khi mình xe cứ vào đúng vị trí thì cái đèn này nó sẽ yêu cầu mình đặt và bảng điều khiển ngoài kia thì mình có cái bảng điều khiển đặt cho xe 4 chỗ và 7 chỗ. À. Ok. Đây các bạn nhá. Nó sẽ hiển thị đầy đủ lên trên này thì cái số xe bao nhiêu và chiều dài xe như là mình chọn cái số cho mình chỗ nào mình sẽ hiển thị. Ok, sau khoảng chưa đến 10 phút bộ đèn này là full option nhé. Từ thịt gầm, thịt thườn rồi thịt lóc, phun bọt, phun bóng và sấy khô. Anh kiểm tra cái chỗ gầm này. Đầy đủ hết. Khá sạch. Khá sạch ạ. Khá sạch luôn. Ê, tụi tôi điện thoại nhưng mà ok. Không có tôi chung rồi. Em xem nha. Đây là gầm của xe. Đây là gầm này. Ok, video này thì từ lúc xe mới vào cho đến lúc mình mua xong đã dùng rồi, đã sạch. Được rồi, cảm ơn anh em.